Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài tại chính công việc của bạn sắp tới. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Hôm nay chúng ta sẽ chọn tụ bài. Có 3 tụ bài, 1, 2 và 3. Các bạn nhắm mắt lại và cảm nhận theo năng lượng của mình. Chọn một lá bài phù hợp với các bạn. Và mình sẽ đếm từ 6 tới 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin chào các bạn đã chọn ở tụ 1. Và mình xin kết nối năng lượng với các bạn. Trong cái thời gian sắp tới, bạn sẽ có một cái năng lượng rất là đam mê và nhiệt quyết. Bạn đang bùng nổ những ý tưởng và kế hoạch mới cho tương lai của mình. Bạn háo hức bắt tay vào các dự án mới, theo đuổi và tiếp cận hoặc học cái điều gì đó rất là mới. Bạn thấy là cái năng lượng có thể làm cho bạn tất cả mọi thứ trong thời điểm này. Và bởi vì bạn có một cái óc rất là tò mò, bạn khao khát biết được nhiều kiến thức, bạn khám phá ra những cái suy nghĩ rất mới mẻ và bạn đặt rất là nhiều câu hỏi trong cuộc sống này. Từ đó bạn thu thập và bạn làm cho bạn phát triển công việc rất là tốt. Tuy nhiên, bạn có thể mắc sai lầm trên cái đường đi của mình. Cái sự tò mò của bạn có nghĩa là bạn muốn luôn luôn học hỏi từ những lần trượt ngã của mình, chứ không đơn giản là bạn học hỏi từ những người khác. Bởi vì cái học từ cái sai lầm, cái thất bại của mình là một trong những bài học mà con người ta phải cần học nhất trong cuộc đời này. Và trong thời gian tới, cái về mặt giao tiếp của bạn, bạn sẽ khám phá cái bản thân của mình nhiều hơn. Có thể bạn muốn truyền đạt ý tưởng nè, cái quan điểm của bạn nè, cho những người khác. Bạn có thể trở thành viết sách, làm vlog hay bắt làm podcast hoặc làm cái gì đó mà truyền những kiến thức cho người khác. Bởi vì bạn có một cái năng lượng là giao tiếp rất là tự nhiên. Thế nên bạn phải sẵn sàng thực hiện những bước tiếp theo để chia sẻ cái thông điệp của mình đến với thế giới này. Tuy nhiên trong cái thời gian sắp tới, bạn phải kiên nhẫn hơn và suy nghĩ trước khi nói và đừng để bị lôi kéo vào những tranh cãi hoặc xung đột không cần thiết. Và có lẽ trong cái giai đoạn này hình như là bạn vẫn còn đang đi học trong cái thời gian đào tạo hoặc bắt đầu một công việc mới, con đường sự nghiệp mới. Với tham vọng của mình, bạn có rất là nhiều mục tiêu nhưng mà bạn phải học hỏi thêm kinh nghiệm để đạt được những mục tiêu đó ha. Nếu như bạn đang chờ một cái tin tức về cái phỏng vấn việc làm thì tin tức đó có thể là rất tích cực nhưng nó sẽ bị trì hoãn nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhận được câu trả lời mà bạn mong muốn. Và hình như lúc này bạn có rất nhiều ý tưởng để mở rộng cái phần tài chính của mình, kiếm tiền nhiều hơn nhưng mà bạn đang phải học hỏi nhiều từ những kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của người khác nữa. Và cái lời khuyên về tài chính của bạn là bạn hãy dành một chút cái thời gian để nghiên cứu về cách làm sao để tăng cái thu nhập của mình từ cổ phiếu, từ trái phiếu, từ các sản phẩm tài chính hoặc tìm ra một người có thể hướng dẫn bạn về trong cái phần lĩnh vực này. Nên nhớ là bạn đừng có vay mượn quá nhiều trong thời điểm này nha các bạn ơi. Và sẽ có những cái xáo trộn trong cái về tiền của bạn vì cái việc chi tiêu khiến bạn phải xoay sở về nguồn tiền một cách khá chật vật. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ 2. Thì đây là một cái thời điểm rất là tốt, đặc biệt nếu như bạn đã trải qua một thời kỳ rất là khó khăn vì nó tượng trưng cho sự khó khăn của bạn sắp kết thúc rồi. Cái vượt qua nghịch cảnh và thay đổi rất tích cực trong cuộc sống của bạn hiện tại. Bởi vì cái lá bài 5 tiền này nó xuất hiện đảo ngược. Bạn đã trải qua một cái thời gian đấu tranh vượt qua cái thời kỳ khó khăn của mình. Mọi thứ giống như là vô vọng khi xưa nhưng bạn tiếp tục chiến đấu và cuối cùng bạn đã thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Nếu như các bạn cảm thấy bị bế tắc trong con đường sự nghiệp do mình bị thiếu cơ hội nè, thì lá bài cho thấy là cuộc đấu tranh về cái đó sắp kết thúc rồi. Cơ hội sẽ đến với bạn rất là sớm. Và khi nó đã đại diện cho bạn sau những cái khó khăn và thua lỗ về tài chính, cái khoản nợ nè, tất cả sẽ trở nên an toàn hơn. Bạn sẽ cảm thấy là phần tài chính của mình sẽ ổn định hơn rất là nhiều, bởi vì bạn đã trải qua cái thời kỳ tồi tệ nhất rồi. Các bạn đang chuyển từ cái trạng thái là cảm giác thiếu an toàn sang một cái trạng thái là suy nghĩ an tâm hơn rất là nhiều rồi. Dù có nguyên nhân như thế nào thì bạn đã nhận ra đây cái thời điểm để bạn tiến tới và bạn bắt đầu để mình thay đổi. Có một số bạn sẽ dần rời bỏ cảm giác bị mắc kẹt trong cái vấn đề liên quan đến công việc. Những cơ hội sẽ có thể bất ngờ xuất hiện trong tầm với của bạn. Đừng có ngại ngần, hãy tiến lên với mọi sự tự tin của mình. Trong cái giai đoạn mà tối tăm ta ở lại phía sau rồi, tương lai thì không nhất thiết cũng phải tối tăm như vậy. Hãy giữ cho mình một suy nghĩ tích cực, theo đuổi những gì bạn muốn và cần.
Và khi bạn tập trung vào những cái gì bạn cần làm và đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ nếu như bạn cần, thì tất cả cái vấn đề về tài chính hoặc suy nghĩ về tiền bạc của bạn có nhiều khả năng sẽ được dần dần tháo dỡ và khiến cho bạn cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Và lời khuyên ở đây là các bạn hãy tin vào cái mọi lý do tích cực nhất khiến cho bạn cảm thấy thoải mái để các bạn có sự tự tin được tái tạo trong bạn rất là nhiều. Từ đó các bạn đạt được những cái ý nguyện của mình trong cuộc sống này. Ít nhất là các bạn đã thấy được cái ánh sáng ở cuối đường hầm rồi các bạn. Hãy tiến tới và phía trước và chiến đấu với nó ha. Và các bạn nên tập trung vào phần cải thiện về phần vật chất của mình. Bởi vì khi một cái vật chất cơ bản của mình mà không có đầy đủ thì tất cả những cái vấn đề khác sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó chúng ta phải biết là mình cần gì, phải làm gì. Do đó là các bạn phải thoải mái nhất có thể, thả lỏng cái suy nghĩ của mình, như thả lỏng cái cảm xúc của mình để làm những gì mình đam mê và yêu thích nha. Bởi vì cái sự thành công trong công việc của mình là bạn chọn được một cái nghề bạn mơ ước, cái nghề mà bạn đam mê. Thứ hai là các bạn phải kiếm được tiền. Và thứ ba là các bạn có thể giúp người khác. Và cái thứ tư là các bạn phải có sự tập trung 100% sức lực của mình, thì nhất định các bạn sẽ thành công và có sự nghiệp rực rỡ sau này. Xin cảm ơn các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ ba. Và khi lá bài Queen of Cup này xuất hiện thì nó mô tả bạn là một người rất là nhạy cảm nè, dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng bên ngoài. Chính vì vậy bạn để cái tình cảm, cảm xúc của mình trong công việc rất là nhiều. Thì đây là một cái điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của bạn luôn. Do đó các bạn phải tinh tế trong cái việc thể hiện cảm xúc của mình để tránh bị những người khác lợi dụng. Các bạn phải chú ý hơn trong cái việc mà bạn lập kế hoạch cho công việc của mình. Hãy duy trì những cái mối quan hệ mà bạn so là cái điểm mạnh và bạn muốn kết nối với họ nhất. Do đó bạn phải cân bằng những cái mối quan hệ mà gây khó khăn cho bạn nè, nên tiếp cận những người tốt và những người có thể giúp được bạn trong công việc. Bạn phải có một sự kế hoạch rất là rõ ràng trong công việc của mình, do bạn thuộc cái tiếp người sống rất là tình cảm. Do đó khi tiến hành những cái việc mà liên quan đến tiền bạc tài chính, bạn phải cần cân bằng những cái mối quan hệ lẫn hướng đi của công việc. Đừng có bỏ trong cảm xúc hoặc tình cảm của mình vào đó. Bởi vì khi mà cái vấn đề liên quan đến tình cảm mà bạn giải quyết trong vấn đề công việc thì nó sẽ cho bạn rất là khó khăn, sẽ phức tạp hơn rất nhiều, sẽ bị người khác lợi dụng rất là nhiều. Bạn có tính chủ quan nè và tính không thực tế, do đó nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm việc của các bạn rất là nhiều. Bạn nhớ lưu ý về tính thực tế của việc bạn đang tiến hành ha. Và bởi vì cái tính cách của bạn rất là nhạy cảm, có đôi phần nhút nhát nữa và có xu hướng hơi là mộng mơ, do đó bạn sẽ chỉ phù hợp với nghề nghiệp là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như y tá, tư vấn tình cảm hoặc chữa bệnh, những lĩnh vực sáng tạo như nghệ thuật nè, thời trang. Và có lời khuyên các bạn là nên tập trung vào chính bản thân mình nhiều hơn, thay vì các bạn tập trung vào cái gì đó rất là xa vời, bởi vì cái gì gần mình nhất là chính là cái điều mình cần phải quan tâm và chăm sóc nó nhiều hơn. Về cái phần tài chính thì bạn yên tâm đi, bạn sẽ cảm thấy rất an toàn về cái phần tài chính khi cái lá bài này xuất hiện. Tuy nhiên mà nó cũng cho biết là bạn đừng để mình bị cuốn hút vào cái việc đầu tư hoặc giao dịch tài chính quá phức tạp, bởi vì bạn không có phù hợp với cái việc này. Cái việc đầu tư không phải là phù hợp với bạn, bạn phù hợp với cái gì nó về nghệ thuật và thời trang hơn. Bạn đang được cái lá bài này chiếu cố, do đó bạn có cái xu hướng tin vào trái tim của mình nhiều hơn là cái lý trí. Bạn có thể bị thiếu ý thức chút xíu ha, tính logic, nhưng mà bạn rất là trực quan, đôi khi bạn rất là mơ mộng nữa. Nếu bạn cảm thấy cái phương án hiện tại không hiệu quả thì cái lá bài này khuyến khích bạn là nên làm theo trái tim của mình. Hãy bình tĩnh và khám phá nội tâm của mình để tìm ra phương án hợp lý nhất. Và những thành tựu trong cuộc sống của bạn sẽ được sử dụng bởi bằng trí tưởng tượng và sáng tạo. Do đó bạn phải tham gia vào các hoạt động về sáng tạo nè, văn học nè, âm nhạc, nghệ thuật nè. Và bạn phải nên theo đuổi những dự án sáng tạo. Việc gì mà làm cho bạn phải thể hiện bản thân mình ra nhiều nhất? Bản thân bạn là một cái người rất là dịu dàng, lắng nghe người khác, có trí tưởng tượng và sáng tạo rất là cao, phù hợp với những ngành nghề nghệ thuật. Và sau đây là cái thông điệp chung cho cả ba tụ bài các bạn ha. Đầu tiên là các bạn phải tin vào trực giác của mình. Các bạn phải lắng nghe những cái lời thì thầm của con tim nè. Và sử dụng những cái kỹ năng về trực giác của mình để giúp mình ra quyết định những công việc cần làm. Và nhớ là phải tin tưởng vào trực giác của mình bất cứ cái việc gì xảy ra trong cuộc sống này. Và thông điệp thứ hai đó là, và trong công việc của bạn, các bạn phải sử dụng cái lòng trắc ẩn của mình. Các bạn sẽ sử dụng cái ngôn từ của trái tim để từ đó các bạn phải chia sẻ và sống thực sự với trái tim yêu thương rộng mở.
Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.